chương 746, chỉ đất thành băng. Không biết các ngươi có chú ý hay không? Lúc này vô kỵ hỏi mọi người, lúc nãy khi bốt đi ra, thanh máu căng đầy. Cái này. Mọi người nghe thấy thế thì suy nghĩ một lát, sắc mặt nhất thời khó coi. Đúng vậy, vừa nãy khi người thu hoạch Clover bay ra, thanh máu quả thật căng đầy, nói cách khác thuộc thổ hành của người thu hoạch Clover không những có thể ẩn nấp, còn có thể hồi máu, nếu cứ như thế thì vô cùng lúng túng rồi, mẹ nó cái này không phải nói nếu không thể xử lý sạch sẽ bốt trong vòng một chiêu bốt này vô địch luôn sao bốt này quá đáng ghét rồi giống như con chuột có phải chúng ta nên nghĩ biện pháp đào hắn ta ra trước không vương vũ vô cùng tiếc nuối nói vừa nãy khi vương vũ kéo lại dây mây vốn tưởng sẽ bắt được bốt ai ngờ bốt này cực kỳ gian xảo còn có thể cắt dây mây quả thật khiến vương vũ vô cùng buồn bực đạt tới đỉnh cao lắc đầu nói đào bốt ra như thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải làm thế nào mới không để cho hắn ta chui vào trong đất lần nữa. Thuật thổ hành có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ bị giới hạn thời gian, người thu hoạch clover không thể mãi mãi ở trong đất được, trước mắt mà nói, thời gian đi lại trong đất của bốt tối đa là 90 giây. Cho nên không để cho bốt chui xuống đất nữa, mới là vấn đề quan trọng nhất, dù sao hắn ta chui xuống đất thì lại hồi máu như vậy sẽ khiến việc qua cửa trở nên bế tắc ngươi nói rất đúng vô kỵ đồng ý gật đầu nói mọi người đã từng xem phong thần diễn nghĩa chưa chưa từng đám người rối rít lắc đầu đây là sách từ bao nhiêu năm trước rồi chứ nghe cũng chưa từng nghe nói đến ngay cả vô kỵ cũng là khi sưu tầm sách vở về chiến tranh thời đại vũ khí lạnh mới ngẫu nhiên đọc lướt qua những người khác càng đừng nói đến nữa vô kỵ nói trong quyển sách kia có một người sở trường thuật thổ hành vô cùng đáng ghét nhưng mà có một người lợi hại hơn dùng một môn pháp thuật khác bắt được hắn ta. Pháp thuật gì vậy? Đám người nghe xong tò mò hỏi. Biến đất thành cứng như thép. Vô kỵ nói. Thôi đi, cái này không phải nói nhảm sao, cái này vừa nghe đã thấy loại kỹ năng như trong tiên hiệp, trong game huyễn tưởng phương Tây còn có loại ma pháp này hay sao? Đám người vừa nghe, đều rối rít thất vọng nói. Mà đạt tới đỉnh cao lại vuốt cầm nói, không thể nói như thế, game huyễn tưởng phương tây biến đất thành cứng như thép gì đó không làm được thật nhưng mà pháp sư ma pháp hệ băng thì vẫn có thể biến mặt đất thành băng được chất môi giới của thuật thổ hành là đất trên mặt băng chắc chắn không thể nào thi triển được nghe thấy lời nói của đạt tới đỉnh cao vô kỵ cười khẽ nói người nói không sai nhưng mà chúng ta lại không có pháp sư ma pháp hệ băng á à. đạt tới đỉnh cao giật mình một cái chợt nhớ đến ma pháp của minh đô không phải lửa cũng là sấm sét rất rõ ràng không phạo pháp sư mà pháp hệ băng. Có điều ngược lại đạt tới đỉnh cao lấy ra một quyển trục nói, không sao, chỗ này của ta có quyển trục ma pháp. Quyển trục ma pháp. Ta xem một chút. Vô kỵ vương tay về phía đạt tới đỉnh cao, đạt tới đỉnh cao ném quyển trục cho vô kỵ. Quyển trục ma pháp, băng phong thiên lý, đạo cụ hiếm có, có thể không tiêu hao thi triển ra một lần ma pháp hệ băng băng phong thiên lý. Yêu cầu nghề nghiệp, Pháp sư ma pháp. Mẹ nó, băng phong thiên lý. Nhìn thấy quyển trục ma pháp, vô kỳ hít một ngụm khí lạnh liếc nhìn đạt tới đỉnh cao một cái. Băng phong thiên lý là chiêu lớn cuối cùng của pháp sư ma pháp hệ băng, nói phá hủy trời đất cũng hơi khoa trương, nhưng kinh động đất trời thì vẫn làm được. Quan trọng hơn là thứ này có tiền cũng không mua được, tên đạt tới đỉnh cao này lại có thể ném thứ đồ chơi này ra đây, thật sự là... Vô kỵ ngay từ đầu chẳng qua chỉ muốn bóc lột chút tiền tài từ tay đạt tới đỉnh cao thôi. Ai ngờ tên này ra tay rộng rãi như vậy? Thế nào? Có được không? Đạt tới đỉnh cao thấy vô kỵ không nói năng gì, vương cổ sang hỏi. Có thể. Vô kỵ nói, thuận tay nhét quyển trục vào trong túi. Đạt tới đỉnh cao thấy vô kỵ cướp mất quyển trục, phẫn nộ nói, đéo đỡ được. Cái này để cho pháp sư ma pháp sử dụng vô kỵ nói ta biết pháp sư ma pháp của chúng ta không dùng đến cái này thật quá lãng phí lãng phí ông nội ngươi không phải nói đạt tới đỉnh cao còn chưa nói xong vô kỵ mạnh mẽ ngắt lời nói được rồi chúng ta có thể giữ chân bốt là được chứ gì ngươi đừng có nâng cao quan điểm thế chứ đéo đỡ được ngươi thật không biết xấu hổ lại đến nữa rồi trong lúc nói chuyện thuật thổ hành của người thu hoạch Clover đã đến giới hạn, lại phá đất chui lên lần nữa, dây mây trong tay vẫn như trước bay vụt về phía đạt tới đỉnh cao. Đạt tới đỉnh cao vẫn chưa hay biết gì, bốt chế độ tự do có hình thức thù hận linh hoạt như vậy, nhưng vẫn cứ nhắm vào hắn ta, đây thật sự là đen đuổi. Đương nhiên, vận may của người thu hoạch Clover cũng không tốt hơn bao nhiêu, gặp phải vương vũ bảo vệ đạt tới đỉnh cao, hắn ta liên tục ba lần đánh trượt, lần này mà còn không thay đổi mục tiêu cũng đủ cố chấp. Nhìn thấy dây mây bay đến, Vương Vũ duỗi tay ra cuốn chặt lấy, cuốn dây mây lên cánh tay, tiện tay dùng sức kéo một cái, người thu hoạch clover bị Vương Vũ kéo ra ngoài. Người thu hoạch clover dường như bị Vương Vũ dọa cho sợ rồi, nhìn thấy kẻ địch lại là Vương Vũ, dao găm trên tay kia vung lên, chém đứt dây mây đang định chui lại xuống đất. Đúng lúc đó, pháp trượng của Minh Đô chỉ một nhát, thuộc băng kính khởi động. Ngay dưới chân người thu hoạch Clover xuất hiện một mặt băng, giữ người thu hoạch Clover ở lại trên mặt đất. Bà mẹ nó, không phải ngươi nói không có pháp sư ma pháp hệ băng sao? Đạt tới đỉnh cao đỏ mặt chỉ vô kỳ kêu to. Mẹ nó, rõ ràng có pháp sư ma pháp hệ băng, nhưng lại nói không có, công tòi lừa mất một quyển trục quý giá của mình. Ha ha. Vô kỳ cười nói, ai nói với ngươi ma pháp hệ băng chỉ có pháp sư ma pháp hệ băng mới thi triển ra được. Đồng thời Minh Đô cũng rất đúng với tình hình tiện tay phóng ra một thuộc bạo lôi đánh thẳng xuống đầu bốt. Đạt tới đỉnh cao thấy thế, lập tức ngậm miệng lại. Thuộc bạo lôi thế nhưng mà kỹ năng cần thiết của Pháp Sư Hệ Lôi, cái này tuyệt đối không giả được, Minh Đô sợ dĩ biết thuật băng kính, hơn nữa là có kỳ ngộ gì đó. Đối với kỳ ngộ gì đó, Đạt tới đỉnh cao thường xuyên làm nhiệm vụ. Từng tiếp xúc không ít đạo cụ kỳ là cổ quái, cho nên cũng dễ dàng tiếp thu hơn những người bình thường khác. Lúc này thấy vô kỵ vô liêm sĩ như thế, cũng đành phải chấp nhận mình xui xẻo. Sau khi người thu hoạch Clover bị ngăn cản, ngay sau đó băng sơn kích của bao tam đánh tới, đánh bay người thu hoạch Clover, những người toàn chân giáo xung quanh khác cũng thi triển tấn công với người thu hoạch Clover. Phối hợp vẫn như vừa nãy, đánh bay không có điểm dừng, có điều lần này có thuộc băng kính của Minh Đô, dưới sự hỗ trợ của vô địch thánh quan thuẫn của vô kỵ, cho dù người thu hoạch clover sử dụng dây mây thúng di, cũng không thể chui vào lòng đất được. Lúc này người thu hoạch clover giống như chó hoang bị chặn trong ngõ hẻm, mặc kệ hắn ta giãy dụ như thế nào, cũng đều bị giữ chặt cố định trên mặt đất. Tấn công của mấy người toàn chân giáo khá cao, lần này lại từng chiêu từng chiêu nện lên người người thu hoạch clover, rất nhanh lượng máu của người thu hoạch clover đã hạ xuống còn khoảng 30%. Bốt thường ở giai đoạn này cũng đều biến hình, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận, nhưng mà người thu hoạch Clover hình như không có bản lĩnh này, mãi đến tận khi lượng máu bị giảm xuống dưới 30% cũng vẫn không thay đổi hình dạng. 29%, 28%, 25% thanh máu của bốt càng ngày càng ngắn, ngay sau khi mọi người thành công chặt đứt một tầng tấn công bằng dây mây của người thu hoạch Clover, trên người người thu hoạch Clover chợt lóe ra ánh sáng màu đỏ, lại nhị đoạn khiêu bay lên, dây mây trong tay vung mạnh lên, bay về phía Minh Đô. Không hay rồi. Nhìn thấy Bốt Tấn Công Minh đô như vậy, vô kỵ và đạt tới đỉnh cao gần như kêu lên cùng một lúc. Chương 747: Người chơi khắc mệnh. Phương thức chiến đấu của Bốt tinh anh rất linh hoạt, chủ yếu biểu hiện ra tính ứng dụng tại chỗ những kỹ năng khác nhau, nhưng mà suy cho cùng, thời gian chờ hồi kỹ năng đều cố định không đổi vốn là cả đoàn đã tìm ra chu kỳ thời gian hội kỹ năng của kẻ thu hoạch Clover, phối hợp đánh cũng rất nhịp nhàng, nhưng kẻ thu hoạch Clover bỗng nhiên trở nên rất dữ dội, khiến tiết tấu đánh của mọi người loạn cả lên. Cả đoàn đội sở dĩ có thế vững vàng cố định kẻ thu hoạch Clover trên mặt đất là nhờ băng kính thuật của Minh Đô, cho nên vị trí của Minh không thể thay thế được. Thanh máu của bốt còn có 25%, nếu Minh ngã xuống, mặt sau sẽ đánh không dễ dàng mọi người nhìn thấy dây leo muốn cuốn lấy minh đô đúng lúc này minh đô nắm tay trái thành một hình dạng kỳ quái pháp trượng trên tay phải chỉ vào vương vũ tức thì vương vũ liền xuất hiện ngay bên cạnh hắn kha kha vương vũ cười hì hì hai tay vồ một cái kéo bốt đến trước mặt mình đồng thời dùng lôi đình cước phóng thẳng lên trời từ trên cao lao xuống đạp chân phải lên quai hàm kẻ thu hoạch clover âm theo ánh chớp lóe lên phấn hoa trên đầu kẻ thu hoạch clover đều bị vương vũ đạp tung ra cả người cũng bị đá bay lên mọi người cùng nhau xông lên bao vây một lần nữa gọn gàng đánh tục thanh máu của kẻ thu hoạch clover bởi vì thuật thổ hành của kẻ thu hoạch clover đặc biệt khốn nạn vì lý do an toàn sau khi mọi người đánh tục thanh máu của bốt vẫn duy trì đánh qua đánh lại khiến cho thi thể kẻ thu hoạch clover bay loạn khắp trời đạt tới đỉnh cao nhìn thi thể bốt bị đám người toàn chân giáo ném qua ném lại khóe miệng không ngừng run rẩy đây chính là hành hung xác chết người ta vẫn nói hay sao mẹ nó quả thực điên rồi đám người toàn chân ước chừng đánh một phút đồng hồ khi thấy kẻ thu hoạch clover không còn phản kháng mới đem vứt xác trên mặt đất mọi người nhìn kẻ thu hoạch clover sau khi bị giết không chui xuống đất nữa đều thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ rõ vẻ kích động nhất là Bắc Minh Hữu Ngư cùng danh kiếm đạo tuyết, cả hai đều ngoác miệng cười to. Ai cũng biết kẻ thu hoạch Clover là bốt loại hình thích khách, vật phẩm rơi ra dĩ nhiên phần lớn là đồ của thích khách, vạn nhất nếu rớt ra thần kỹ thổ hành thuật, vậy thì vô địch được rồi. Lấy một địch ngàn, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Ai sợ bốt đây? Vô kỳ hỏi cả đoàn, bốt lợi hại như vậy nhất định phải tìm một người có vận may tương đối cao đến sờ. Ta sờ, ta sợ danh kiếm đạo tuyết và minh đô đều kích động không nói đến nhân phẩm chỉ riêng vận may của hai người này phải nói là tuyệt đối cao danh kiếm đạo tuyết khinh thường nói minh đô bốt là loại hình thích khách pháp sư như người dính vào làm gì cút sang một bên thôi đi xem may mắn của ngươi có khi mò ra đồ lót của bốt minh đô cũng không cam lòng yếu thế ngay lúc hai người sĩ vã lẫn nhau đạt tới đỉnh cao đứng dậy nói ta cảm thấy vận may của ta cũng không tệ lắm có thể để ta sờ hay không? Hả? Nghe đạt tới đỉnh cao nói, vẻ mặt của danh kiếm đạo tuyết và minh đô hơi khựng lại. Không nói gì nữa. Là một nhà chiến thuật, đạt tới đỉnh cao không chỉ dựa mỗi vào trí thông minh, hắn có thể vơ vét nhiều đồ tốt như vậy, vận khí tất nhiên cũng đặc biệt cao, đoán chừng có thể từ ổ trứng gà lấy ra trứng rồng của nhân vật chính. Thấy đạt tới đỉnh cao muốn bốt hai người này dĩ nhiên sẽ không múa rìu qua mắt thợ yên tâm đi ta cần món đồ bên trong bảo rương cuối cùng thôi sẽ không tranh đoạt với các ngươi đạt tới đỉnh cao nhìn thấy đám người toàn chân giáo đều không nói gì bèn giải thích thôi đi dương na biểu môi nói có chút ít đồ rơi ra ấy mà ngươi còn muốn đoạt chiến lợi phẩm các ngươi đều là một đám không biết xấu hổ mọi người nghe vậy nhìn đạt tới đỉnh cao một chút rồi lại nhìn vô kỵ một chút liên tục gật đầu nói đúng lắm vô kỵ đạt tới đỉnh cao. Vận may của đạt tới đỉnh cao tuyệt đối không phải thổi phồng lên, hắn đưa tay sờ thi thể kẻ thu hoạch Clover một cái, một thanh dao găm đen xì liền rớt ra. Dao găm này rất kỳ quái, chất liệu vậy mà làm bằng gỗ, đặc biệt nhẹ nhàng linh hoạt. Một dịp chi vũ, dao găm, hoàng kim, vật công, 110, 180 ma công, 20, 60 nhanh nhẹn, 40 sức mạnh, 35 một dịp nguyên, kỹ năng bị động, khi tấn công có 30% mang theo trạng thái kịch độc. Một dịp vũ, kỹ năng bị động, tốc độ tấn công tăng 30%. Một dịp lạc, kỹ năng chủ động, có thể nhảy vọt hai bước. Nghề nghiệp yêu cầu, kẻ ám sát cấp độ yêu cầu, 55 giới thiệu vật phẩm, chế tạo từ thần mộc trong bách thảo viên, gọn nhẹ linh hoạt, cực kỳ sắc bén. Dao găm này thuộc tính cũng ổn, có hiệu quả kịch độc kèm theo cực kỳ hiếm thấy, kỹ năng nhảy vọt hai bước cũng không tệ. Nói tóm lại thuộc tính rất phù hợp với cấp độ. Nhưng đối với danh kiếm Đạo Tuyết và Bắc Minh Hữu Ngư mà nói thì cái dao găm này cực kỳ chướng mắt, vì vũ khí của hai người còn tốt hơn nhiều so với nó. Rác rưởi, bán lấy tiền bán lấy tiền. Danh kiếm Đạo Tuyết nhìn thoáng qua dao găm rồi nói: "Bao nhiêu tiền đây? Ta mua." Đạt tới đỉnh cao hỏi, 500 vàng có đủ hay không? "Đủ rồi đủ rồi." Mọi người cũng không nghĩ tới đạt tới đỉnh cao sẽ mua lại dao găm, trang bị hoàng kim mặc dù trước nay vẫn hy hữu, có điều 500 vạn cũng coi là giá thị trường, không có chiếm tiện nghi của người nào, dù sao đạt tới đỉnh cao cũng là người mở phụ bản, coi như hắn được hưởng chút ưu tiên, người của toàn chân giáo cũng sẽ không nói cái gì. Sau khi đạt tới đỉnh cao thu hồi dao găm, hắn lại tiếp tục sờ bốt, lần này rơi ra một sách kỹ năng. Dây leo tập thuật, kỹ năng hy hữu, triệu hồi một dây leo tấn công mục tiêu. Lần thứ hai triệu hồi có thể thuấn di đến phía sau mục tiêu bị đánh trúng. Nghề nghiệp yêu cầu, thích khách. Kỹ năng này chính là đám dây leo kẻ thu hoạch Clover mới sử dụng. Mặc dù nháy mắt chuyển đổi vị trí rất trâu bò, nhưng điểm yếu chính là dây leo quá nổi bật, có điều đây cũng xem là một kỹ năng rất hữu dụng, ít nhất cũng đẹp trai lắm. Hai người, đổ xúc sắc đi. Vô kỵ nhìn thoáng qua sách kỹ năng, hướng danh kiếm đạo tuyết và Bắc minh hữu ngư nói danh kiếm đạo tuyết cười kha kha, đổ xúc sắc một cái. Một trăm điểm. Móa nó. Vẫn may này. Bắc Minh Hữu Ngư kêu trên một tiếng rồi lựa chọn từ bỏ. Thấy chỉ còn lại một lần sờ cuối cùng. Bắc Minh Hữu Ngư ông chặt hai tay, cầu khẩn, thiên linh linh địa linh linh, ta nguyện dùng mười năm tuổi thọ của mình đổi một cuốn thổ hành thuật. Xuân Tường cười nhạo nói, ha ha. Nói đùa gì vậy, thổ hành thuật là thần kỹ, bốt hoàng kim sao có thể rớt ra được. Thổ hành thuật cũng giống với triệu hoán tiểu quỷ của Xuân Tường, đều là kỹ năng truyền thuyết độc nhất vô nhị, loại kỹ năng này từ trước đến giờ đều rớt khi làm nhiệm vụ, đừng nói là đánh bốt cấp bậc hoàng kim, ngay cả đánh bốt cấp thần thì tỷ lệ rớt cũng chỉ là một, một nghìn. Bắc Minh Hữu Ngư nói, nói nhảm, bởi vì biết không rớt được ta mới nói như vậy. Bắc Minh Hữu Ngư vừa giúp lời đạt tới đỉnh cao liền kêu lớn, móa nó. Rớt thần kỹ rồi, nói với Bắc Minh Hữu Ngư rồi thả một cuốn sách kỹ năng vào kênh đội ngũ. Tất cả mọi người nhìn cuốn sách bìa màu vàng cam trong kênh đội ngũ đều trận mắt khá hốc mồm, Minh Đô vỗ vỗ bả vai Bắc Minh Hữu Ngư, kính phục từ đáy lòng nói, lão ngư, ngươi được lắm, người khác chơi game là khắc kim, ngươi mẹ nó vậy mà khắc mệnh. chương 748, theo dõi. Ta. Không cần đâu. Bắc Minh Hữu Ngư nhìn thấy sách kỹ năng trong tay đạt tới đỉnh cao, nước mắt đều muốn chảy ra. Tay của đạt tới đỉnh cao đúng là không may bình thường, móa nó vậy mà có thể mò ra thần kỹ. Thần kỹ bản thân có thể sử dụng rất ra được vốn là một việc đáng để vui vẻ, nhưng Bắc Minh Hữu Ngư ngẫm nghĩ lại lời mình vừa mới nói, cả người không rét mà run, dở khóc dở cười. Người không cần hả? vậy ta lấy danh kiếm đạo tuyết nghe vậy vội vàng muốn đi tới lấy cổ áo lại bị vương vũ đứng ở phía sau kéo lại ngươi còn có lương tâm hay không lão ngư chính là lấy mạng ra đổi ạ à. danh kiếm đạo tuyết nghe vậy sau lưng không rét mà run ha ha lão ngư ngươi cầm lấy đi đạt tới đỉnh cao cũng là một người rất phóng khoáng chuyển tay ném sách kỹ năng trong tay cho bắc minh hữu ngư hành động của đạt tới đỉnh cao đã thu về cho hắn ta không ít hình tượng thần kỷ ấy mà cho dù có được đầu tiên thì đây cũng là một vật phẩm cần trao đổi trong trường hợp là người khác đối với một người mới quen biết không quá một giờ mà nói không giấu giếm đã là không tệ rồi đổi lại là đám người toàn chân giáo kia đều có khả năng trực tiếp cầm vật phẩm rời phụ bản nhưng gã đạt tới đỉnh cao này không chỉ không yêu cầu trao đổi thậm chí còn không nói gì đã trực tiếp ném sách kỹ năng cho bác minh hữu ngư tính cách sòng phẳng này đúng là không ai bằng ha ha tên nhóc này thật thú vị vô kỵ nhìn đạt tới đỉnh cao lắc lư từng bước đi về phía cánh cổng dây leo không khỏi cười nói đúng vậy tự cho là đúng còn không biết xấu hổ dương na cũng cảm thán đối với một người thông minh mà nói điều này không phải là tật xấu Vô kỵ có chút thương xót cho đồng loại mà giải thích. Lão ngư, cho chúng ta xem kỹ năng đi. Vô kỵ ở nơi đó tự biên tự diễn. Minh Đô lại hết sức tò mò thuộc tính của thần kỹ dùng mạng đổi lấy này. Vẻ mặt của Bắc Minh Hữu Ngư đầy phức tạp gửi ra thuộc tính của sách kỹ năng. Thổ hành thuật, kỹ năng truyền kỳ, có thể đi lại dưới lòng đất, tốc độ di chuyển tăng 100%, duy trì 90 giây, tốn 300 nội lực vô hiệu hóa kỹ năng và đạo cụ thăm dò. Nghề nghiệp yêu cầu, đạo tặc. Thuộc tính đặc biệt đại địa chi lực, hệ thực vật và chủng tộc tinh linh sử dụng kỹ năng này mỗi giây hồi phục 2% sinh lực. Thần kỷ quả nhiên là thần kỷ, mặc dù Bắc minh hữu ngư không phải tinh linh, nhưng với thời gian thổ hành duy trì 90 giây. Còn có hiệu quả vô hiệu hóa kỹ năng thăm dò, lại thêm kỹ năng nhị đoạn tìm hành, cũng đủ để Bắc minh hữu ngư trở thành một kẻ ám sát đáng sợ lúc này đạt tới đỉnh cao mở ra cánh cổng lớn thông tới tràng cảnh kế tiếp mọi người theo nhau đi vào a à. sau khi vào tràng cảnh thứ hai tất cả mọi người đều sững sờ từ trước đến nay mỗi màn của phụ bản thường đều là một tràng cảnh coi như là đang ở trong bản đồ dưới lòng đất thì khu vực tràng cảnh được phân chia cũng sẽ có những kiến trúc khác nhau nhưng mà sau khi mọi người đi vào cánh cổng dây leo một bách thảo viên cái thứ hai xuất hiện vậy mà lại giống cái tràn cảnh thứ nhất như đúc thậm chí ngay cả vị trí của cổng hoa đá cỏ cũng không có điểm nào khác so với tràn cảnh đối diện cửa vào ngươi xác định đây là tràn cảnh thứ hai minh đô nửa tin nửa ngờ hỏi đạt tới đỉnh cao chơi game lâu như vậy rồi lần đầu tiên minh đô gặp loại tình huống này đạt tới đỉnh cao nhìn thoáng qua la bàn sau đó gật đầu nói ừ theo hướng mà la bàn chỉ thì đây đúng là tràn cảnh thứ hai đạt tới đỉnh cao nói rồi đem la bàn để ở trước mặt mọi người. Tất cả cúi đầu xem xét mới nhận ra tràng cảnh thứ hai trong phụ bản này thật ra không giống với tràng cảnh thứ nhất. Hai tràng cảnh mặc dù có bố trí giống nhau như đúc, nhưng một bên ở hướng Nam Bắc, một bên ở hướng Tây Đông. Nếu như không có la bàn, chỉ nhìn vào đồ vật xung quanh thì đúng là nhận không ra. Ô, cắt xén nguyên liệu rồi đem tràng cảnh đảo lộn một chút, vậy là có ngay tràng cảnh thứ hai, người thiết kế phụ bản này đúng là tiện thật. Dĩ nhiên, nếu như mọi người tiếp tục đi lên phía trước sẽ phát hiện ngay, quái ở tràn cảnh thứ hai vẫn có chỗ khác biệt so với tràn cảnh thứ nhất. Quái ở màn thứ hai là hoa ăn thịt người cùng bạo và kẻ ám sát sao trời. Hai loại quái này kỳ thực khá giống với quái ở tràn cảnh trước. Chỉ là công kích của hoa ăn thịt người cùng bạo cao hơn bên ngoài một chút, dáng vẻ của kẻ ám sát sao trời cũng xinh đẹp hơn một chút đạt tới đỉnh cao cùng đám người toàn chân giáo vừa mới trải qua chiến đấu, cũng có chút hiểu biết về nhau nên hợp tác hài hòa hơn rất nhiều, dễ dàng đối phó với mấy loại quái này. Dưới sự bảo vệ của Doãn Lão Nhị và Vương Vũ, đạt tới đỉnh cao cầm la bàn trong tay đi đầu, sau đó mọi người đều nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực của quỷ đá tường. Lối vào tràn cảnh kế tiếp hiện rõ trong tầm mắt cả đoàn. kiến Ngạo Hưng Phấn nói, phụ bản ẩn này không có gì khủng khiếp cả, hai tràng cảnh độ khó cũng không cao chính là phụ bản ẩn được thiết kế thành cái dạng này ta không thể nào tin được mọi người nhao nhao phụ họa người của toàn chân giáo đã chứng kiến nhiều loại phụ bản còn chưa bao giờ thấy qua bách thảo viên đơn giản như vậy không đúng ngay thời điểm mọi người coi thường khả năng động não của nhà thiết kế vương vũ đột nhiên nói loại cảm giác bị người theo dõi kia càng lúc càng mãnh liệt theo dõi nghe vương vũ nói kiểu này mọi người toàn thân chấn động lập tức nghĩ đến thời điểm ở tràn cảnh trước vương vũ cũng nói như vậy chẳng lẽ thực sự có người đang một mình âm thầm quan sát đội ngũ sao sẽ không phải ở dưới chân đi sau khi nhìn thấy thổ hành thuật của kẻ thu hoạch clover đạt tới đỉnh cao cũng không quá tin vào con mắt chân thật nữa nghe vương vũ nói như vậy hắn ta không nhịn được nhìn dưới chân một chút những người khác thấy đạt tới đỉnh cao nhìn xuống mặt đất cũng đồng loạt kẹp chặt hai chân cẩn thận nhìn xuống dưới chỉ sợ có thứ gì từ dưới đất chui lên vương vũ nhìn ai nấy đều sợ đến như vậy cất tiếng nói mọi người không cần phải sợ theo dõi này tuyệt đối không phải đến từ lòng đất nhưng ta luôn có cảm giác nó ngay ở bên cạnh chúng ta nhưng mà ta dám khẳng định bây giờ kẻ theo dõi cách chúng ta rất xa không thể tổn hại đến chúng ta được nói cái gì lung tung vậy ngươi không phải đang đùa bọn ta đấy chứ những gã này vốn đã có chút mờ mịt lại nghe vương vũ nói kiểu này càng thấy mơ hồ thêm cảm giác theo dõi ở ngay bên cạnh lại mẹ nó cách chúng ta rất xa má nó không phải rất mâu thuẫn hay sao vương vũ gãi gãi cái óc nói loại cảm giác này ta không diễn tả được nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết hiện tại chúng ta tạm thời không có nguy hiểm minh đô giận dữ má nó không có nguy hiểm mà ngươi còn giả thần giả quỷ làm ông đây bị dọa đến mắt tiểu bồi thường tổn thất tinh thần mau lên đòi tiền của ta ngươi muốn bị đánh tiểu ra quần à vương vũ mặt lạnh hỏi minh đô minh đô lão ngưu đánh hắn ta một trận đi ta đã sớm nhìn hắn ta không vừa mắt đúng đấy lão lý mau cho mỗi người một trăm vàng đi không đưa liền đánh chết ngươi đánh hắn đánh hắn tất cả mọi người bắt đầu ồn ào mọi người đừng ồn ào đạt tới đỉnh cao nhìn đám toàn chân giáo loạn thành một đoàn thì hô lớn một tiếng sau đó hỏi vương vũ hiện giờ đã không có nguy hiểm chúng ta tiếp tục đi về phía trước sẽ không có chuyện gì đi không có việc gì vương vũ nói tốt vậy liền tiếp tục đi đạt tới đỉnh cao nhìn la bàn trong tay một chút rồi nói Chương 749, Cỏ nhãn cầu. Dưới sự bảo vệ của Vương Vũ và Doãn lão nhị, đạt tới đỉnh cao vô cùng an toàn. Đội ngũ tiến lên rất nhanh, sau khi đi gần 7-8 phút, mọi người lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước đã là cuối đường, mà lối vào tràn cảnh kế tiếp không hiểu sao lại xuất hiện ở bên trái hướng trước mặt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. La bàn của ngươi có phải hỏng rồi không? Linh Lung mộng lấy tay che nắng, nhìn cánh cổng kế tiếp ở phía xa rồi nói. Ta xem lại một chút. Đạt tới đỉnh cao lôi la bàn ra, nhìn thoáng qua, sau đó liền dạo qua một vòng rồi nói, phương hướng không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì sao chúng ta lại chạy đến đây? Danh kiếm đạo tuyết thắc mắc. Hơ mơ mờ, mờ. Đạt tới đỉnh cao sờ lên cầm suy nghĩ một chút rồi nói, có thể do chúng ta nhìn lầm. Nhìn lầm. Minh Đô bên cạnh đặc biệt khó chịu nói, chúng ta theo hướng chỉ của la bàn đi một mạch đến đây giờ ngươi bảo chúng ta nhìn lầm ngươi mẹ nó đang đùa ta phải không đạt tới đỉnh cao chỉ vào mặt trời trên cao nói các người có biết ảo ảnh thị giác không hả như thế nào ta nghĩ là do vấn đề phản xạ hoặc chiếc xạ ánh sáng khiến mỗi chúng ta sinh ra ảo giác có một cái cửa ở phía trước kỳ thực cửa ra có thể là ở bên trái đạt tới đỉnh cao chỉ về hướng lối vào kế tiếp miễn cưỡng phổ cập kiến thức khoa học. Móa nó, ý của ngươi là gì? Một đám người toàn chân giáo bị đạt tới đỉnh cao nói cho to đầu. Mẹ nó trò chơi này ngay cả nguyên lý ánh sáng cũng đem vào, thật không đáng tin mà. Đạt tới đỉnh cao dương dương tự đắc nói, đây là nguyên lý khoa học, các ngươi nhất định phải tin tưởng vào khoa học. Mặt mũi minh đô tràn ngập không tin nói, tại sao ta lại cảm thấy trong bối cảnh huyền huyễn phương Tây, khoa học là mê tín? Dù sao thì la bàn của ta không có vấn đề gì. Nếu không, ai trong các ngươi sẽ đưa ra lời giải thích đây? Đạt tới đỉnh cao hỏi. Được rồi. Ngươi thắng. Tất cả mọi người bất lực giơ tay. Rơi vào tình cảnh này mọi người thực sự là hết cách rồi, không ai dám nói trực giác của mình tốt hơn la bàn, nhìn biểu thị của la bàn không sai, mọi người đành phải tiếp tục tiến lên. Đoàn người đi thêm 7-8 phút nữa, sau đó lại đụng ngõ cục đã tới đỉnh cao không đợi đám người toàn chân đặt câu hỏi đã miễn cưỡng giải thích một lần nữa có thể là phản xạ ánh sáng các ngươi biết nguyệt thực đúng không vì vậy ngay cả khi cánh cổng ở đằng sau chúng ta thì cũng không kỳ lạ vậy chúng ta có đi tiếp nữa không kiến ngạo nhìn vô kỵ một chút rồi hỏi đi tiếp vô kỵ nhếch miệng nếu là bàn không có vấn đề thì phương hướng mọi người đi khẳng định đúng về việc tại sao không đến được đích vô kỵ cũng không rõ lắm, đành phải nghe theo đạt tới đỉnh cao. Lại thêm 7-8 phút trôi qua, đoàn người lại lần nữa đâm vào ngõ cục. Đám người toàn chân giáo vây đạt tới đỉnh cao lại, nhìn hắn chồng chọc. Rác rưởi. Đạt tới đỉnh cao cầm la bàn ném xuống đất, ta không thể chỉnh nó nổi nữa. Đám người toàn chân giáo. Xuân Tường bước đến nhặt la bàn lên, sau đó vẽ mấy tọa độ trên mặt đất, so sánh với la bàn rồi nói, hai tọa độ này là vị trí chúng ta vừa dừng tọa độ này là vị trí của chúng ta hiện tại một vị trí cuối cùng hẳn là nơi chúng ta mới tiến vào nói rồi xuân tường lại đánh dấu một tọa độ sau đó nối bốn điểm tọa độ thành một hình chữ nhật mọi người nghe vậy quay đầu xem xét quả nhiên phương hướng lại thay đổi cách đó không xa chính là khu vực quỷ đã tường cả đoàn người đi qua một vòng vậy mà lại quay về chỗ cũ má nó Chẳng lẽ toàn bộ trang cảnh lần này đều là quỷ đá tường?" Đạt tới đỉnh cao kinh sợ nói. "Chưa chắc đã là quỷ đá tường." Xuân Tường nói, "Nếu ta đoán không sai thì cổng vào trang cảnh có thể di động." Cổng vào di động? Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều ngây dại. "Cổng vào thuộc về kiến trúc của trang cảnh, đây không phải là vật cố định sao? Sao nó còn có thể di động?" Nếu quả thật là như thế thì nhà thiết kế game đúng là không biết xấu hổ. Không có gì kỳ quái cả. Xuân Tường nói, xưa nay khi làm thủy lợi, người ta không bao giờ sử dụng một tọa độ địa lý cụ thể. Vì sao? Xuân Tường nói, mọi người nghe nói đến 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chưa? Trong hiện thực, núi non sông ngòi đều sẽ có lúc đổi vị trí, huống hồ là một cánh cổng lớn của phụ bản trong thế giới ma pháp vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Danh kiếm đạo tuyết hỏi. Xuân Tường đáp, ta nghĩ chúng ta nên chia bốn đội, mỗi đội phân biệt canh giữ một tọa độ, thế nào cũng sẽ có một đội đi vào được. Đạt tới đỉnh cao nói, không được, nhiệm vụ này ta nhất định phải tự mình đi vào. Vậy thì khó thật. Xuân Tường tỏ ra bất lực. Biện pháp trước mắt chỉ có thể đảm bảo tỷ lệ chính xác 25%. Theo quan điểm xác suất mà nói, tỷ lệ để đạt này thậm chí còn nhỏ hơn chuyện này ngươi nghĩ biện pháp đi vô kỵ xuân tường lại quay qua hỏi vô kỵ vô kỵ cũng lắc đầu tỏ vẻ phương pháp của xuân tường mặc dù không ổn nhưng rất thực dụng ngay tại lúc mọi người không biết làm thế nào vương vũ đột nhiên cười nói ha các ngươi có phát hiện ra lối vào ải kế tiếp có hình thù rất kỳ quái hay không hình thù kỳ quái giống quả trứng sao đã là lúc nào rồi mà ngươi còn tự hỏi cái này hả minh đô há miệng ra tình huống vốn nghiêm túc lúc đầu lập tức bị phá hỏng ngươi không nói ta cũng không để ý cổng vào kia quả thực rất tròn trịa rất ai ui xuân tường còn chưa dứt lời một cây tiễn đã đụng vào trán hắn những người xung quanh thấy thế liền im bặt suy nghĩ đi đâu thế các đồng chí trong đầu các ngươi hàng ngày rốt cục chứa cái gì vậy Vương Vũ khinh bỉ chỉ vào Minh Đô cùng Xuân Tường nói, các ngươi không phát hiện hình dáng của cánh cổng kia trông rất quen thuộc sao? Quen thuộc. Nghe Vương Vũ nói vậy, ký ngạo nghĩ nghĩ một chút, sau đó lượn một vòng, cuối cùng chỉ vào một thực vật trong bụi có cách đó không xa, có phải có chút giống thứ này không? A. À, loại cỏ này. Mọi người nhìn gốc cây mà ký ngạo chỉ vào, hơi ngẩn ra. Loại cỏ này hình dáng hết sức kỳ quái, không có lá, trên đỉnh chỉ có một trái cây hình con mắt tròn trịa, lại đặc biệt giống với cánh cổng cách đó không xa. Mọi người vội vàng sử dụng thuật thăm dò. Cỏ nhãn cầu, LV55, kỹ năng, dò xét. Giới thiệu quái, thực vật thoạt nhìn vô hại với cả người lẫn vật. Má nó, khó trách Vương Vũ luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình, hóa ra trong bụi cỏ có con mắt. Hình dáng của cỏ nhãn cầu mặc dù kỳ quái, nhưng màu sắc khá giống cỏ dại nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện nó núp trong bụi cây cũng chỉ có tên vương vũ giỏi quan sát với thằng nhỏ ký ngạo thích động tay động chân mới có thể chú ý tới đúng vậy chính là thứ này bảo sao ta cứ có cảm giác quen mắt vương vũ nhìn cỏ nhãn cầu trên đất thầm nghĩ vấn đề rốt cục đã có thể giải quyết trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm lúc này vô kỵ đột nhiên nói mọi người cẩn thận loại cỏ này đem nó nhổ hết lên đi nhổ nó làm gì nó vô hại với cả người và vật. Thật không nghĩ tới Vương Vũ là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Đạt tới đỉnh cao giải thích, ngươi không thấy thứ này có kỹ năng dò xét à? Ngươi vừa mới nói có người theo dõi chúng ta, chắc là theo dõi thông qua thứ này, quan trọng nhất là, cổng vào kia. Tám phần chính là loại cỏ cỡ lớn này. Chương 750, tứ liên khiêu. Cửa vào có thể tự do thay đổi vị trí, có thể thấy được nó có ý thức tự chủ, bình thường dưới loại tình huống này, cửa vào tràn cảnh hẳn là bốt. Nhận được mệnh lệnh của vô kỵ, tất cả mọi người lao đầu vào tìm kiếm cỏ nhãn cầu. Mặc dù cỏ nhãn cầu rất khó phát hiện, nhưng hình dáng của nó rất kỳ dị nên chỉ cần hơi để ý một chút là có thể tìm thấy. Đoàn người xếp thành một hàng dài, từ trái sang phải, lần lượt nhổ sạch từng cây cỏ nhãn cầu mỗi cỏ nhãn cầu có thể dò xét trong bán kính 500, khoảng chừng 10 mét lại có một cây. Mọi người vừa đi vừa nhổ cỏ. Không biết đã nhổ bao nhiêu cỏ nhãn cầu, chỉ biết khi cả đoàn đi đến vị trí tràn cảnh thứ nhất, toàn bộ tràn cảnh đột nhiên rung lên. Bốt xuất hiện rồi, mọi người mau chóng tập hợp. Vô kỵ ra lệnh một tiếng, doãn lão nhị cùng vương vũ nhanh chóng chạy tới bên cạnh đạt tới đỉnh cao, những người khác cũng vào vị trí, đứng ở bên cạnh ba người. Kẻ đột nhập khốn nạn, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Mọi người vừa đứng vững đội hình, đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó trung tâm tràn cảnh bắt đầu sụp đổ, một con mắt khổng lồ từ dưới đất chui lên. Cả đoàn nhận ra, thứ này chính là cánh cổng bọn họ vẫn đuổi theo. Trời ơi, thứ này chính là bốt, vậy mà còn đóng giả làm cánh cổng chạy tới chạy lui, thật quá vô lại. Con mắt tinh linh, Kana, cấp 55 bốt ám kim, sinh lực, 5 triệu nội lực, 1 triệu kỹ năng, tầm mắt vô tận, triệu hồi cỏ nhãn cầu, rễ xúc tu. Thiên phú, tự hồi phục. Giới thiệu bối cảnh, kẻ bảo vệ trung thành của Bách Thảo Viên, có sức mạnh to lớn. Thân hình của con mắt tinh linh rất khổng lồ, cao khoảng chừng mấy tòa nhà. Bốt hệ thực vật luôn có hình dáng đồ sộ như vậy, loại bốt này được đánh giá rất cao, tất cả kỹ năng khống chế của người chơi không làm gì được nó. Mà bốt này còn có một chỗ đặc biệt, chính là máu rất nhiều, 5 triệu điểm sinh lực, mọi người chơi game lâu như vậy cũng không gặp phải mấy lần. Dĩ nhiên, bốt hệ thực vật cũng có một nhược điểm chí mạng. Bởi vì thân hình đồ sộ nên tính linh động của bốt không cao, lúc chiến đấu chẳng khác cọc gỗ là bao, đối với người chơi mà nói, không cần biết bốt mạnh cỡ nào, chỉ cần biết nó đứng im như cọc gỗ là cơ bản có được nửa phần thắng. Cho nên khi nhìn thấy con mắt tinh linh khổng lồ, trong lòng mọi người hết sức kích động con mắt tinh linh không phải là bốt tinh anh trừ lúc đầu gầm một tiếng giận dữ ra sau đó nó không nói thêm một lời nào chỉ phát động tấn công với mọi người cả đoàn chỉ thấy thân hình con mắt tinh linh nhoáng một cái từ trên thân nó rơi xuống mấy chục bó cỏ nhãn cầu chậm rãi bay về phía họ dựa theo thói quen bốt triệu hồi cái gì thì đánh cái đó mọi người thấy cỏ nhãn cầu bay về hướng mình không tự chủ được tấn công cỏ nhãn cầu cung thủ có phạm vi tấn công xa nhất vũ khí lao đi cũng rất nhanh sáu mũi tên của dương na và linh lung mộng công kích đám cỏ nhãn cầu đang lao về hướng đội ngũ trước tiên wing mũi tên vừa mới chạm đến cỏ nhãn cầu chỉ nghe một tiếng nổ vang dội những cỏ nhãn cầu bị bắn trúng ầm ầm nổ tung đám cỏ nhãn cầu xung quanh cũng bị ảnh hưởng gần như đồng thời nổ mạnh vụ nổ tạo ra một lực xung kích rất lớn trực tiếp khiến tất cả mọi người bị hất văng ra xa. Doãn lão nhị là chiến sĩ khiên thuẫn, cho nên hắn ta đứng gần vụ nổ nhất, sau khi chịu ảnh hưởng của quả bom cỏ nhãn cầu, lượng máu của hắn ta bị đánh tụt còn một phần năm. Thấy vậy, tất cả mọi người trong đội ngũ đều xôn xao. Nhìn xem, Doãn lão nhị là một tên cơ, mặc dù hắn ta đã mở lá trắng, hơn nữa trang bị trên người cũng toàn đồ cao cấp, vậy mà chỉ mới bị vụ nổ ảnh hưởng đã tụt còn một phần năm lượng máu nếu như ở bên trong thì không phải hắn ta đã trực tiếp bị nổ chết hay sao nghĩ đến đây vô kỵ lau mồ hôi nói quái nhỏ không thể đánh mọi người chú ý tránh né không để bị nổ đến dưới đất có gì đó mọi người mau nhảy lên vô kỵ còn chưa nói xong vương vũ đã đột nhiên quát lớn đồng thời nhảy vọt lên hai người nói cùng một lúc cho nên mọi người không kịp phản ứng đám người chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống Cuối đầu thì thấy từng sợi rễ đang chui lên từ mặt đấy, cuốn lấy bọn họ. Ngoài trừ vương vũ ở bên ngoài, tất cả mọi người đều bị sợi rễ cuốn toàn thân. Cố định tại chỗ. Lúc này, con mắt tinh linh lại động đầy thân thể, mấy chục bụi cỏ nhãn cầu lại rơi xuống, bay về phía đám người. Cả đoàn nhìn cỏ nhãn cầu bay tới đều đồng loạt choáng váng. Ai cũng tưởng con bốt đứng im như cọc gỗ này rất dễ đánh, ngờ đâu nó đặc biệt âm hiểm bản thân không động đậy được, nó liền biến đối thủ thành cọc gỗ luôn. Mọi người đều đã thấy được quy lực của những quả bom hình mắt, thầm nghĩ đám này mà nổ toàn bộ thì bọn họ không phải sẽ diệt đoàn sao. Lúc này muốn giữ lấy mạng thì phải tiêu diệt hết đám cầu này. Nhưng mà bây giờ mọi người đều bị rễ cây cuốn lấy. Chỉ có thể động đậy được đầu, muốn tấn công cỏ nhãn cầu trên trời, thực sự rất khó khăn. Còn về vương vũ, mọi người cũng không ôm hy vọng xa vời gì, giờ mặt đất xung quanh bọn họ đều là rễ cây vương vũ là người chơi cận chiến xuống cũng không có chỗ đứng chỉ có nước bị trói mà thôi những quả bom cỏ nhãn cầu dần tới gần trong chớp mắt mọi người nghĩ là sẽ bị nổ chết đúng lúc ấy vương vũ mang một thanh trường kiếm tung người nhảy lên nhảy tới đỉnh đầu vô kỵ cách đó không xa á à, ngươi chờ đó cho ta vô kỵ vừa muốn chửi ầm lên hai chân vương vũ đã dùng sức đạp lời thô tục của hắn nghẹn trở lại sau đó rơi xuống trên đầu xuân tường nhảy vọt ba lần liên tiếp vương vũ đã nhảy tới phía trước doãn lão nhị tay trái tụ khí đẩy xuống cả cơ thể bay lên ngươi làm vậy không được đạt tới đỉnh cao thấy vương vũ lao lên liền la lớn cỏ nhãn cầu bay theo dạng hình quạt vừa rồi mọi người cách con mắt tinh linh rất gần mật độ cỏ nhãn cầu cũng lớn hơn nhiều cho nên một cỏ nhãn cầu nổ tung liền ảnh hưởng đến những cỏ nhãn cầu khác tạo thành một vụ nổ liên tiếp lúc nãy mọi người bị hất văng ra xa mật độ cỏ nhãn cầu ở giữa đã thu nhỏ vương vũ cứ như vậy nhào tới công kích nhiều nhất cũng chỉ công kích được một cỏ nhãn cầu mà thôi hiện tại đoàn đội đứng rải rác xung quanh vương vũ chỉ đánh chết một cỏ nhãn cầu cũng chỉ tạo ảnh hưởng rất nhỏ đạt tới đỉnh cao mới la lớn vương vũ đã nhảy tới gần khu vực cỏ nhãn cầu tay trái tụ khí hình thành một lá chắn bảo vệ bản thân đồng thời tay phải cầm trường kiếm hướng phía trước di chuyển đâm nổ một cỏ nhãn cầu vinh cỏ nhãn cầu nổ thành một lỗ hổng sóng nhiệt bao phủ lấy vương vũ vinh 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 ngay sau đó là vài tiếng nổ tung liên tiếp trên không lại xuất hiện ba lỗ hổng nối với nhau thành một hàng vừa vặn dọn dẹp sạch sẽ đám cỏ nhãn cầu phía trước đạt tới đỉnh cao nhìn cỏ nhãn cầu nổ ra một lỗ hổng trên trời những lời nói phía sau nghẹn lại trong họng. Hắn. Hắn làm sao làm được? Đạt tới đỉnh cao trận mắt khá hốc mồm hỏi. Ta có thể tứ liên khiêu. Ngay sau đó, vương vũ cầm theo một thanh kiếm sắt bị nổ đến trạng nứt, từ trên trời hạ xuống, đáp lên vai doãn lão nhị. Chương 751, dễ dàng qua ải tứ liên khiêu là kỹ năng khinh công kèm theo của vương vũ mới vừa nảy trong nháy mắt vụ nổ diễn ra vương vũ đã nhảy vọt liên tiếp ba lần đồng thời vung kiếm đâm nổ tất cả đám bom cỏ nhãn cầu sau đó lại nhảy vọt bay trở về tứ liên khiêu đạt tới đỉnh cao nhịn không được hơi nhíu lông mày nói ngươi làm nổ không chỉ bốn con vương vũ là một võ học gia hắn không có kỹ năng của chiến sĩ cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nổ một quả bom đừng nói là dùng tứ liên khiêu cho dù là dùng thập tứ liên khiêu cũng không dẫn nổ được nhiều bom như vậy. Vương Vũ cười nói, đâm nhiều thêm mấy lần chẳng phải sẽ nổ hết thôi sao? Đâm nhiều thêm mấy lần? Đạt tới đỉnh cao nghe vậy ngay ra như phỏng, vừa rồi Vương Vũ dẫn nổ khoảng chừng hơn 20 quả bom cỏ nhãn cầu, trong thời gian nhảy vọt 3 lần liên tiếp, hắn ra tay đâm trúng 20 lần vào một đám quả bom lớn chừng nắm tay, không nói đến độ chính xác đầy biến thái kia, chỉ nguyên tốc độ ra tay này đã đủ khiến người nghe rợn hết cả người. Vào lúc đạt tới đỉnh cao đang cực kỳ sợ hãi mà nghiền ngẫm, Vương Vũ lại nhảy đến đạp một cước lên đầu Minh Đô. Vương Vũ nói, lão Lý. Ngươi đừng né đấy, điểm khinh công của ta không nhiều. Minh Đô bực tức nói, không nhiều ngươi liền lăn xuống dưới đi. Dẫm lên ta làm gì? Trong lúc nói, tay Minh Đô cũng không nhàn rỗi, tay trái hắn tạo thành một pháp quyết kỳ quái, tay phải chỉ xuống dưới, mọi người chỉ cảm thấy phía dưới nóng lên, hóa ra là một biển lửa đang bốc cháy bên dưới. Rễ cây của con mắt tinh linh đặc biệt sợ lửa, nó bị lửa nóng của Minh Đô thiêu đốt, ngay lập tức quể oải, cháy thành một mảnh đen xì. đám người bị trói đã được thả tự do. Đúng lúc ấy, con mắt tinh linh cũng thả xuống đợt cỏ nhãn cầu thứ ba. Dương Na và Linh lung mộng mỗi người một trái một phải, lộn nhào về phía trước một cái, bắn ra một loạt mũi tên về hướng cỏ nhãn cầu đang bay xuống dẫn nổ tất cả bọn chúng cuối cùng bốt cũng chỉ là loại cọc gỗ kỹ năng cũng chỉ hèn mọn được đến thế mới vừa rồi là do nhất thời chủ quan nên bọn họ mới rơi vào trong sau khi lấy lại được tự do vô kỵ lập tức hạ lệnh cận chiến đi lên phía trước pháp sư phòng ngự bên dưới cung thủ coi chừng phía trên lão ngưu bảo vệ đạt tới đỉnh cao sau khi vô kỵ ra mệnh lệnh xuân tường trở tay triệu hồi sáu con ác ma ném về phía trước đội ngũ tạo thành một hàng phòng tuyến bắc minh hữu ngư và danh kiếm đạo tuyết sử dụng tật hành xông tới bao tam cùng doãn lão nhị và ký ngạo theo sát phía sau năm người vây con mắt tinh linh vào giữa thân hình con mắt tinh linh nhoáng một cái bom cỏ nhãn cầu và rễ cây bắt đầu tấn công năm người nhưng mà lúc này mũi tên của dương na và linh lung mộng lần nữa bay đến dẫn nổ những quả bom ở trên không. Cùng lúc đó, ngọn lửa của Minh Đô bốc lên, thiêu trụi những rễ cây cuốn lên thân năm người giúp họ tránh thoát một lần trói buộc. Hai đợt tấn công bằng sóng bom của bốt qua đi, lượng máu của tổ năm người cận chiến tục xuống một đoạn. Vô kỵ tiện tay phóng một kỹ năng trị liệu quần thể, nháy mắt thanh máu của mọi người đều đầy. Cứ như vậy, năm người dưới sự yểm hộ của cung thủ, không chút kiên dè dạ đứng giữa ngọn lửa của Minh Đô và làn sóng bom của bốt. Đạt tới đỉnh cao ở phía sau nhìn mà nhiệt huyết dân trào, còn Vương Vũ ngồi ở một bên xem náo nhiệt lại thấy đánh bốt như thế chẳng có tí kỹ thuật nào cả. Pháp thuật hệ hỏa có sức sát thương lớn hơn đối với quái hệ thực vật, lại thêm năm người ra sức đánh, 5 triệu điểm máu của con mắt tinh linh thành ra chẳng đáng là bao. Không lâu sau đó, lượng máu của con mắt tinh linh bị đánh rớt còn 30%. Nhìn thấy máu của bốt còn 30%, Vương Vũ nhắc nhở, mọi người cẩn thận một chút thanh máu đỏ lên đừng để nó chạy vương vũ vừa dứt lời con mắt tinh linh hơi chao đảo một cái rồi nhanh chóng rút xuống mặt đất mịa ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại đoàn người hơi sững sờ quay qua dựng ngón giữa với vương vũ ạ à, trách ta cái gì các ngươi đừng có nhìn ta cẩn thận con bốt lại từ dưới chân các ngươi chui lên đấy vương vũ chỉ vào vô kỵ ở phía sau năm người mà nguyền rủa vương vũ vừa nói xong mặt đất dưới chân năm người bắt đầu lắc lư con mắt tinh linh phá đất chui lên ngay phía sau vô kỵ thân hình bốt nhoáng lên một cái bom cỏ nhãn cầu và sợi rễ bắt đầu tấn công phía sau năm người trời ơi lão ngưu ngư là cái đồ khốn nạn mọi người mau tránh ra đằng sau ác ma đi minh đô thả một mồi lửa dưới chân năm người vừa mắng vừa vội vàng chạy tới sau lưng ác ma của xuân tường dương na trở tay bắn ra một tên dẫn nổ cỏ nhãn cầu bay đến cạnh ác ma, làn sóng xung kích to lớn nuốt trọn lấy những ác ma của xuân tường. năm người đánh viễn trình bị thổi bay tới bên cạnh tổ năm người cận chiến, tất cả đều bình yên vô sự. À, vương vũ nhìn thấy bằng mấy câu nói suýt nữa hại chết năm người, hắn lập tức che miệng lại. thật đúng là tốt không linh xấu lại linh. đạt tới đỉnh cao mặt đầy ngờ vực, chỉ muốn quỳ xuống lạy vương vũ ngay lập tức, hai tay hắn nắm lại đầy kích động má ơi ngươi làm sao làm được tránh xa một chút tránh xa một chút mặt vương vũ đỏ lên kéo lấy đạt tới đỉnh cao lùi đến một góc xa sau đó đạt tới đỉnh cao thấy mấy mũi tên rơi đúng chỗ vương vũ mới đứng trên đầu lúc này tổ năm người cận chiến của toàn chân giáo xoay người lại tiếp tục xông lên vây quanh con mắt tinh linh đợt tấn vừa rồi của con mắt tinh linh là dựa vào nơi hiểm yếu để chống trả sau khi đổi vị trí ánh mắt của nó ảm đạm xuống cũng không còn ném bom cùng sợi rễ nữa thân hình vặn vẹo mấy cái tượng trưng cuối cùng bị ký ngạo đá một cước tục cả thanh máu sau khi tục hết máu con mắt tinh linh nhanh chóng khô héo ngã xuống đất chỉ còn lại có một con mắt khổng lồ rơi trên mặt đất thấy bốt bị đánh chết đám người nhanh chóng vây lại ai sợ bốt đây minh đô xoa xoa tay hỏi tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn đạt tới đỉnh cao lúc ở tràn cảnh trước tất cả mọi người đều được chứng kiến vận may của Đạt tới đỉnh cao, cho nên mọi người rất tin tưởng để hắn ta sợ trang bị. Ha ha. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đạt tới đỉnh cao nhìn đám người này vậy mà lại để cho mình sợ trang bị, liền chạy tới. Hệ thống tự hồ cũng biết con bốt cọc gỗ này không có tính khiêu chiến, cho nên vật phẩm con mắt tinh linh rơi ra rất ít, thật đúng là có lỗi với thân phận bốt ám kim, vậy mà chỉ có hai cơ hội mò vật phẩm đạt tới đỉnh cao rất nhanh mò ra vật phẩm đầu tiên, gửi thuộc tính trong kênh trò chuyện. Có nhãn cầu, vật phẩm tiêu hao, phóng trí thị giả, sau khi sử dụng đạo cụ người chơi có thể nắm bắt được các sự vật trong phạm vi 1000 và đơn vị tàn hình trong phạm vi 500. Thời gian duy trì 600 giây. Dẫn nổ, dẫn nổ tất cả mục tiêu trong phạm vi 200, tạo thành 1000 điểm sát thương cố định. Mọi người đều biết, tầm nhìn của người chơi có phạm vi cố định, tính năng của cỏ nhãn cầu gần giống với mắt tìm kiếm trong trò chơi, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu vào tầm mắt tọa độ chỉ định. Nhưng loại chức năng này ở trong trò chơi quả thực có chút gân gà, suy cho cùng chỉ dùng được 10 phút, ở trong trò chơi này chẳng thấm vào đâu. Có điều đạo cụ chống tàn hình bây giờ rất thưa thớt, thuộc tính thăm dò được đơn vị ẩn hình của cỏ nhãn cầu thành ra rất có giá trị. Mà tại thời khắc mấu chốt, ta còn có thể dùng thứ đồ chơi này dẫn nổ, điểm sát thương cố định tức là bỏ qua mọi phòng thủ, một nghìn điểm này đủ để đánh một nghề nghiệp máu giấy không kịp trở tay. Chương 752, cửa thứ ba đáng sợ. Ai muốn? Đạt tới đỉnh cao nâng cỏ nhãn cầu trong tay lên. Đoàn người nhao nhao lắc đầu. Mặc dù cỏ nhãn cầu có thể phát hiện đơn vị ẩn hình, nhưng phạm vi lại cố định, cho nên tính thực dụng của nó không cao chênh lệch rất lớn với con mắt chân thật vạn nhất lần sau có thể sờ đến trang bị mình cần thì sao chẳng phải là mất đi một cơ hội hay sao cho ta đi vô kỵ đưa tay nhận lấy cỏ nhãn cầu ui chao lão đại vô kỵ lần này có đạo đức ghê nhìn thấy vô kỵ nhận lấy cỏ nhãn cầu tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn xưng hô lão cẩu vô kỵ đều biến thành lão đại vô kỵ hừ Vô kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, đám người xấu xa các ngươi khắp nơi đều lấy tên ta đi làm chuyện xấu, đừng tưởng là ta không biết, ta phải chuẩn bị chút đồ vật phòng thân. Ha ha! Vương Vũ cười ha ha, quay đầu nhìn Minh Đô, hôm nay hắn bắt gặp thằng nhóc này giả mạo vô kỵ đe dọa người qua đường. Chật chật, thói đời ngày càng đi xuống mà. Những người khác vẻ mặt khinh bỉ, tặc lưỡi cảm thán chỉ vào Minh Đô. Hừ, Xuân Cẩu, ngươi dựa vào cái gì chỉ ta? Minh Đô dựng ngón giữa với Xuân Tường. Lúc này đạt tới đỉnh cao gửi lên vật phẩm thứ hai. Thần Nguyên Mộc ít năm thần Nguyên Mộc, tài liệu hiếm có. Có thể dùng để tinh luyện trang bị. Mã nó. Những người khác nhìn thấy thần Nguyên Mộc trong tay đạt tới đỉnh cao, không khỏi cảm thán nói, đây là loại vận may gì thế, chúng ta có nên kéo hắn vào toàn chân giáo làm nghề sờ trang bị không? Loại tài liệu hiếm có này bình thường chỉ có giá trị với những người cần dùng, giống với những vật liệu vương vũ tạo ra vậy vật phẩm dù mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng nhất định phải tìm được người mua mới bán được mà thần nguyên mộc khác với những tài liệu hiếm khác ở chỗ trên chợ hiện giờ nó là thứ quý hiếm nhất cũng là thứ đáng giá nhất không thua kém với mấy đạo cụ hiếm bán chạy khác bởi vì nó có một thuộc tính đặc biệt đó là giảm cấp của trang bị trước mắt trên thị trường những trang bị cấp cao là bạch ngân hoàng kim và ám kim phần lớn đều là vượt cấp mới có thể rơi, cho nên cấp trang bị yêu cầu đều rất cao. Có điều, khi dùng đạo cụ thần nguyên mộc thì cấp trang bị có thể hạ xuống bằng với cấp bản thân, do đó một người chơi cấp 20 có thể dễ dàng mặc được trang bị cấp 50. Phải biết rằng, người chơi cấp thấp đánh quái vượt cấp càng dễ rơi đồ tốt, người chơi cấp 20 mặc vào trang bị cấp 50, thuộc tính so với một người chơi cấp 20 bình thường mạnh hơn không chỉ một chút ít. Như vậy đánh quái vượt cấp không phải dễ như trở bàn tay sao? Như vậy ta có thể thấy được chỗ rất giá trị của vật phẩm này. Dĩ nhiên, tài liệu hiếm cũng có cái giá tương ứng của nó, thành ra thần nguyên mộc được xem là tài liệu riêng của kẻ có tiền. Đạt tới đỉnh cao một lần lấy ngay được năm cái, vận may này quả thực là nghịch thiên. Ta, ta. Còn chưa chờ đạt tới đỉnh cao hỏi ai muốn, Doãn lão nhị đã trực tiếp nhào tới. Doãn lão nhị có một tấm khiên hiện tại không thể sử dụng được cảm giác đó giống như là sắc lang thấy mỹ nữ ở trên giường mà không cứng nổi đặc biệt gấp gáp đến khó chịu thần nguyên mộc với doãn lão nhị lúc này mà nói chẳng khác nào viagra cả đó là cái gì đứa trẻ trong sáng tỏ vẻ không biết gì cả thần nguyên mộc là một vật liệu đáng tiền đối với đám người toàn chân giáo không dùng đến mà nói nó chẳng có tác dụng gì doãn lão nhị vẫn luôn cần cù chống đau cho mọi người nên cả đám dĩ nhiên không ai có ý đi tranh đoạt với hắn, thế là tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ. Doãn lão nhị ông thần nguyên Mộc hưng phấn nhảy lên, chỉ thiếu điều chưa lăn lộn trên mặt đất thôi. Sau khi đạt tới đỉnh cao sờ thi thể bốt xong, con mắt của bốt biến thành một truyền tống trận hình tròn. Giống như đúc cái cửa truyền tống mọi người mới đuổi theo, hiển nhiên đây chính là lối vào ải kế tiếp. Đi vào đi vô kỵ vỗ vỗ doãn lão nhị vẫn còn đang đắc ý doãn lão nhị vẫn còn chìm trong sự hưng phấn không nói hai lời liền chui vào ngay sau đó trên kênh đội ngũ truyền đến nhắc nhở của hệ thống đồng đội doãn lão nhị của bạn đã tử vong bị truyền tống ra khỏi phó bản nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống tất cả mọi người đều sững sờ sau đó người trong đội ngũ hô lên trời ạ à, lão nhị chuyện gì xảy ra cổng có thích khách ta mới vừa đi vào liền bị bọn hắn giết chết luôn một lát sau. Doãn lão nhị hồi sinh đáp. Có mấy người? Đạt tới đỉnh cao hỏi. Doãn lão nhị nhìn nhật ký chiến đấu một chút rồi nói, ba người. Ba người. Đoàn người không khỏi hít sâu một hơi, mà nó, ba tên thích khách chỉ bằng một chiêu đã miễu sát tên cơ là Doãn lão nhị, ít nhất cũng phải là cấp bốt. Trong mấy người ai vào xem? Vô kỵ quay đầu hỏi mấy người sau lưng. Cả đám nhau nhau lắc đầu, ngay cả Doãn lão nhị máu dày như vậy mà còn bị ăn hành thì những người khác chịu sao nổi. Dù sao trừ bao tam ra, những người khác đều là nghề nghiệp máu giấy. Ông nội của tôi ơi, ông đây có vô địch, các ngươi còn sợ cái gì? Nhìn thấy mọi người tỏ ra sợ hãi trước mặt đạt tới đỉnh cao, Vô Kỵ có chút không nhịn được. "Để ta đi." Lúc này Vương Vũ đứng dậy nói, cho dù có vô địch, trong một khoảng thời gian cũng chưa chắc có thể dọn sạch đường. Đi vào dò đường không chỉ đơn giản là mở ra vô địch rồi vào tản bộ một vòng, mà là dùng hết khả năng đem quái ở cổng dẫn đi hoặc là xử lý sạch, mở đường cho người bên ngoài. Quái ở bên trong có thế một dây giết chết doãn lão nhị chứng tỏ thực lực rất mạnh, cứ như vậy đi vào, khẳng định lành ít dữ nhiều. Vô kỳ gật đầu nói, được. Ngươi nhớ cẩn thận một chút. Mọi người đều biết vương vũ lợi hại, lúc này thấy vương vũ chủ động đi. Không ai chất vấn gì đợi vô kỵ bút cho mình một lá trắng thánh quang, vương vũ liền cúi đầu bước vào cửa truyền tống trang cảnh trước mắt vương vũ chuyển một cái hắn đã tiến vào một hoa viên rộng lớn vườn hoa này rộng lớn không chỉ nguyên diện tích bao quanh mà còn là vì tất cả mọi thứ trong đây đều đặc biệt khổng lồ hoa hồng bên cạnh cửa truyền tống lớn bằng một mặt bàn nhánh hoa như là đại thụ che trời và những chiếc gai nhọn trên đỉnh phát ra ánh sáng lạnh lẽo sao rồi lão ngưu bên trong thế nào? Vương Vũ còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt, mọi người đã kêu la trong kênh đội ngũ. Khá lớn. Vương Vũ vừa định trả lời, một câu còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ sát ý, cùng lúc đó một đạo kình phong đâm vào phần gáy Vương Vũ. Vương Vũ nhào tới trước, tránh thoát công kích phía sau. Nhưng mà hai tay Vương Vũ còn chưa đặt lên mặt đất, mặt đất đột nhiên hòa tan, biến thành nham thạch nóng chảy dày đặc nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, vương vũ ở giữa không trung lật người sang bên phải, xoay người 180 độ rồi vững vàng rơi xuống đất, đúng lúc này sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu xanh, trong tay mọc gai, đâm về phía lưng vương vũ. Tay phải vương vũ lần mò phía sau, đem gai nắm trong tay, sau đó một chiêu lôi đình cướp phiên bản ô long vẫy đuôi, đạp lên ngực cái bóng màu xanh lục. Bóng màu xanh lục trực tiếp bị đạp bay ra ngoài mà vương vũ bởi vì không mang bao tay, gai nhọn cứ một vết thương trong lòng bàn tay hắn, ngay sau đó cả người vương vũ đều biến thành màu xanh. Hệ thống thông báo, bạn trúng phải nọc độc của ông xanh, tốc độ di chuyển giảm 40%, sinh lực mỗi giây giảm 2%. Chương 753, Hoa Tiên Tam Vệ Đồng thời Vương Vũ cũng nhìn rõ được con quái nào vừa tấn công mình. Ba con quái này có thân hình không quá lớn, thấp hơn Vương Vũ gần hai cái đầu, eo nhỏ ngực lớn, được chia làm ba màu vàng, đỏ và xanh, trông thì có vẻ là quái hình người, nhưng thực tế lại khác con người rất nhiều, không những mọc thêm hai cái tay, mà trên đầu còn có thêm hai chiếc trâu, nói chúng là người còn không bằng nói chúng là côn trùng. Hai tay quái màu vàng đang cầm một chiếc kìm rất lớn, sát khí cực nặng, đứng trước mặt Vương Vũ trên hai tay quái màu đỏ lại là hai ngọn lửa, đang chờ bùng cháy. Vỗ cánh lơ lửng trên không trung, còn hai tay quái màu xanh lại là một cặp gai nhọn, âm khí quanh quẩn, nó nấp sau lưng quái màu vàng. Vương Vũ vung tay lên vứt một cái thuật thăm dò qua, thuộc tính của ba con quái vật lập tức hiện ra trước mắt. Hoàng Hạc Cận Vệ, cấp 55, bốt Hoàng Kim, Tinh Anh, HP, 1 triệu megapixel, 5.000 kỹ năng, Hoàng Hạc Kiềm Sát, Phù Không Lực Ảnh, hoàng hạt vĩ khí. Thiên phú, sức mạnh, vạn xoáy. Giới thiệu bối cảnh, một trong hoa tiên tam vệ, thực lực mạnh mẽ. Xích hạt ma vệ, cấp 55, bốt hoàng kim, tinh anh, HP, 500.000 megapixel, 100.000 kỹ năng, xích hạt bạo hỏa, dùng nham tuôn trào, xích hạt vĩ khí. Thiên phú, cùng bạo, phi hành. Giới thiệu bối cảnh, một trong hoa tiên tam vệ, thực lực mạnh mẽ. Thanh Nghị độc vệ, cấp 55, bốt hoàng kim, tinh anh, HP, 5 triệu megapixel, 500.000 kỹ năng, Thanh Nghị thích sát, Thanh Nghị tập kích, Thanh Nghị vĩ khí. Thiên Phú, kịch độc, ám ảnh. Giới thiệu bối cảnh, một trong hoa tiên tam vệ, thực lực mạnh mẽ. Nhìn thấy hoa tiên tam vệ này, vương vũ không kiềm chế được sững người ra. Tuy lượng máu của ba tên này không nhiều bằng những bốt khác, nhưng cấp độ của chúng lại đều là hoàng kim tinh anh hơn nữa từ lần giao thủ vừa nãy có thể thấy mấy con quái này đều thuộc loại nhanh nhẹn lại có một con biết bay chỉ điểm này thôi nghĩ cũng đã thấy sởn gai ốc rồi bởi vì nếu dựa theo cách chiến đấu của vương vũ mà nói hắn có ưu thế về tính kỹ xảo hơn là thuộc tính do đó những con quái thuộc loại nhanh nhẹn trước giờ luôn là cơn đau đầu của vương vũ lúc này vương vũ đã trúng độc của thanh nghị độc vệ Liên tục giảm máu gì đó Vương Vũ cũng không sợ, nhưng cái hiệu quả giảm tốc 40% kia không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa. Huống hồ hiện giờ Vương Vũ chỉ có tay không, phải đối mặt với ba con bốt hoàng kim tinh anh cao cấp, thực sự cũng rất khó khăn. Vương Vũ đánh giá ba con quái đang lượn vòng bay qua bay lại trên bầu trời. Hắn thở dài một hơi, sau đó móc một con dao găm ra. Con dao găm này tên là Phong Nha Chi Nhận là thứ vương vũ cướp được từ chỗ huyết lan một vũ khí ám kim thuộc tính đều gia tăng cho kỹ năng của thích khách đối với thích khách mà nói nó là một món trang bị cực phẩm nhưng đối với vương vũ thì nó chỉ là một món trang bị trắng có sức tấn công khá cao mà thôi bởi vậy vương vũ thà rằng dùng tay không cũng không dùng nó nhưng khi phải đối mặt với ba con quái trên đặc biệt là thanh nghị độc vệ mang độc trong người nếu dùng tay không sẽ rất bất lợi vương vũ không thể không lấy vũ khí ra phòng thân dù sao cấp bậc trang bị càng cao thì sẽ càng chịu đòn tốt, tính phòng ngự càng cao mà. Đúng lúc Vương Vũ móc vũ khí ra, Hoàng Hạc cận vệ là con quái đầu tiên để lại tàn ảnh bay vọt về phía Vương Vũ, hai cái kìm nhô ra muốn kẹp lấy cổ họng Vương Vũ, xem chừng là muốn kẹp đứt cổ Vương Vũ ngay lập tức. Ha ha. Thấy Hoàng Hạc cận vệ tấn công, Vương Vũ cười cười đầy vẻ bất lực. Phù không lực ảnh, nghe tên là biết đây là một kỹ năng vô cùng ngầu. Nhưng về mặt tấn công mà nói, quả thực là một cách tấn công ngu hết đường cứu chữa, xoay ngang người rồi phi hành, nhìn đâu cũng thấy sơ hở. Nhìn Hoàng Hạc Cận Vệ bay tới tấn công, tay trái Vương Vũ không một chút hoảng loạn vung dao găm lên, chống lại chiếc kìm lớn của Hoàng Hạc Cận Vệ, đồng thời nắm đấm phải của hắn giáng xuống, một chiêu băng quyền đánh thẳng về phía Hoàng Hạc Cận Vệ. Do mục tiêu là bốt, một đấm này của Vương Vũ còn được kích hoạt thêm kỹ năng quyền cương nắm đấm mang theo hư ảnh đập thẳng vào cầm hoàng hạt cận vệ. 12. 444 hoàng hạt cận vệ bị một đấm đánh ra sát thương bạo kích, võ sư là kẻ sử dụng vũ khí hai tay trời sinh, vương vũ để trống tay phải nên không được phán định sát thương vũ khí. Bởi vậy sát thương cũng không được cao lắm, nhưng một đấm này của hắn đã đánh bật hoàng Hạc cận vệ ra ngoài, đây mới là mục đích của vương vũ. Lúc lấy ít đánh nhiều, điều kiện nhất là bị kẻ địch tiếp cận, sau khi đánh bật hoàng hạt cận vệ, vương vũ lập tức vung tay trái đang cầm dao găm về phía sau, chỉ nghe thấy cách một tiếng, dao găm đã chặn được hai mũi gai nhọn, thanh nghị độc vệ lộ nguyên hình ra đằng sau lưng vương vũ. Chân vương vũ xoay ngoắt lại, quay người cực nhanh, tay phải hắn tụ một chiêu niệm khí ba ấn lên mặt thanh nghị độc vệ, sau đó mượn lực phản xung bật ra phía sau một khoảng. Rồi vương vũ lại sử dụng lôi đình cước giảm mạnh, vừa hay lại trúng ngay ngực hoàng hạc cận vệ đang định xông lên hoàng hạc cận vệ đáng thương lại bị đánh bay ra xa nhưng đúng lúc này vị trí vương vũ vừa đứng trước người thanh nghị độc vệ bỗng bị hòa tan sau đó một dòng dung nham phục lên khỏi mặt đất vương vũ thấy thế cười mỉm nếu không phải hắn trốn nhanh e rằng giờ đã bị thiêu chết phải biết rằng sức tấn công của ba tên này cao đến mức đáng sợ doãn lão nhị máu trâu như thế mà còn không qua nổi đợt tấn công này Vương Vũ đáp đất xong bèn ngẩng đầu lên nhìn xích hạt ma vệ đang bay trên không trung. Tay phải khẽ vung, một đoạn dây thừng bay thẳng lên trời, cực kỳ chuẩn xác cuốn lấy eo nhỏ của xích hạt ma vệ, Vương Vũ túng chặt dây thừng bật người nhảy lên, cứ như đang chơi xích đu bay về phía hoàng hạt cận vệ, đồng thời hai chân liên tiếp đá lên mặt nó. Không thể không nói, tư duy chiến đấu của Vương Vũ đúng là khó ai sánh bằng, giảm tốc của thanh nghị độc vệ nhằm vào việc chuyển động, tên này lại chuyển sang chơi máy bay, hiệu quả giảm tốc không được phát huy một chút nào. Trúng độc giảm tốc phải không? Ông đây di chuyển bằng dây thừng, mẹ nó ai còn dùng chân đi nữa. Âm 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 âm. Một chuỗi tiếng động vang lên. Trên đầu hoàng hạt cận vệ không ngừng bay lên một chuỗi sát thương, cuối cùng bị ưng đạp của vương vũ dẫm trên mặt đất. Hai chân vương vũ vừa dẫm lên hoàng hạt cận vệ xuống mặt đất, lại tiếp tục bật người nhảy lên bay về phía thanh nghị độc vệ đang chuẩn bị chạy tới chỗ hắn. Thanh nghị độc vệ thấy Vương Vũ bay tới, nó dương hai mũi gai nhọn dài lên, bày sẵn tư thế tấn công, chuẩn bị chọc hai phát thật mạnh vào nửa người dưới của Vương Vũ khi hắn bay tới, ai biết Vương Vũ càng âm hiểm hơn, dao găm trong tay bỗng nhắm chuẩn ném thẳng về phía thanh nghị độc vệ, thanh nghị độc vệ vội vàng dương cặp gai nhọn lên đỡ dao găm. Vương Vũ nhân cơ hội đó xông tới bắt lấy dao găm, rạch thật mạnh lên hai cái râu dài của thanh nghị độc vệ, cắt nó xuống. Thanh nghị độc vệ không còn râu cơ thể khẽ lung lay suýt nữa thì không đứng vững. Còn lúc này vương vũ đã đáp xuống phía sau thanh nghị độc vệ, dao găm trong tay vạch một đường ngang, cắm vào đúng huyệt thái dương của thanh nghị độc vệ. Phục 21, 457 trên đầu thanh nghị độc vệ bay lên con số sát thương cực lớn. Còn chưa đợi thanh nghị độc vệ phản công, vương vũ đã túng lấy dây thừng, nhúng chân bay sang một hướng khác, đúng lúc ấy lửa cháy đầy trời giáng từ trên trời xuống ngay tại vị trí xung quanh thanh nghị độc vệ. Chương 754, vặn xoáy khủng bố. Vù 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 vù. Thanh nghị độc vệ và hoàng hạt cận vệ đứng trên mặt đất tức giận nhìn xích hạt ma vệ bay trên bầu trời, bày tỏ sự bất mãn của chúng với cái tên xích hạt ma vệ trợ ngưu vi ngược kia. Vù 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 vù. Hai tay xích hạt ma vệ trên bầu trời hơi mở ra, nó bày tỏ má nó ta còn biết làm thế nào được nữa ta cũng rất tuyệt vọng mà eo sắp bị người ta chặt đứt đây này các ngươi đã bị đánh thành như thế rồi ta mà xuống tiếp nhở bị đánh chết thì sao cũng may vương vũ không hiểu được cuộc đối thoại của ba con quái nếu không với hành vi thấy chết bỏ bạn của nó hắn nhất định phải lôi xích hạt ma vệ vào toàn chân giáo làm thành viên đương nhiên rồi là bốt tinh anh hoàng hạc cận vệ và thanh nghị độc vệ cũng không phải loại đèn cạn dầu, hiệp thứ nhất không cẩn thận bị vương vũ chơi một vố, tiếp theo chúng sẽ tấn công cẩn thận hơn rất nhiều. Hai tên này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa tấn công trên mặt đất có tính tự do mạnh hơn vương vũ dùng dây thường đu trên trời quá nhiều. Dựa vào tính linh hoạt trên mặt đất, hai con quái quyết đuổi theo vương vũ không bỏ. Còn kịch độc trên cơ thể vương vũ chưa được giải, hắn không thể đáp đất, chỉ đành nhờ vào sự giúp đỡ của xích hạt ma vệ. Túng dây thường bay qua bay lại trốn tránh đòn tấn công của thanh nghị độc vệ và hoàng hạt cận vệ, thỉnh thoảng lại nhân cơ hội phản kích mấy chiêu, tuy tạm thời không thể giết được ba con quái này, nhưng cũng thu hút chúng rời khỏi cửa thành công. Lúc này đám toàn chân giáo bên ngoài cửa thấy vương vũ mãi không chịu trả lời tin nhắn, cũng bắt đầu suy đoán ao ao. Không phải ngưu thúc bị giết rồi chứ? Ký ngạo lầm bầm nói. Vô kỳ đáp, Ngươi bị mù từ bao giờ thế? Không nhìn thấy tên lão Ngưu vẫn còn sáng trong danh sách đội viên à? Thế tại sao hắn ta không trả lời tin nhắn chứ? Ta nghĩ chắc đang bận rồi. Không rảnh tay trả lời. Vô Kỵ nói. Thông thường khi người chơi đang chiến đấu sẽ không thể trả lời tin nhắn mình nhận được. Không rảnh tay trả lời. Lão Ngưu mà cũng có thể lúc không rảnh tay trả lời á? À. Mọi người thốt lên với vẻ không tin nổi. Trong suy nghĩ của họ, Vương Vũ luôn là kẻ mạnh đến mức không thể nói lý, cho dù là khi phải đối diện với bốt đi chăng nữa cũng chưa từng thấy hắn bị buộc đến mức không thể trả lời tin nhắn. Cũng chưa chắc, không nghe thấy lão nhị nói à, có ba con quái đang chặn đứng cửa đấy thôi. Hiện giờ lão ngưu không nói gì, cũng chưa chết, chắc hẳn là đang cố kéo chúng ra chỗ khác. Hiện giờ điều chúng ta cần làm là đi vào giúp mới phải. Vô kỵ nói. Giúp à nghe vô kỵ nói vậy mọi người có chút do dự chẳng còn cách nào khác chuyện doãn lão nhị bị giết chết trong giây lát đã tạo thành ám ảnh quá lớn đối với mọi người không ai dám bước vào thấy không một ai trong đám người này muốn đi vào vô kỵ lại nói ai vào trước được quyền ưu tiên chọn trước trang bị hoặc đạo cụ sau khi bốt bạo ra quyền ưu tiên chọn trước thật chứ cả đám nghe thế lập tức bừng bừng khí thế Quyền ưu tiên chọn trước là quyền được phép chọn bất kỳ trang bị hay đạo cụ nào mình nhắm trúng một cách vô điều kiện. Trong một đoàn đội thường sử dụng cách quan xuất sắc để quyết định như toàn chân giáo, quyền ưu tiên chọn trước là một sự mê hoặc quá lớn. Đương nhiên. Vô kỳ đáp, ta nói thế nào thì là thế ấy. Ta đi. Ta đi. Ta thân với chú ngưu nhất. Ký ngạo nhảy lên giơ tay. Xuân tường cuộc pháp trượng vào mông ký ngạo, đánh bay tên này sang một bên sau đó ra vẻ chính nghĩa nghiêm túc nói là người cao tuổi nhất của toàn chân giáo là lão đại của các ngươi ta không thể để a ngưu chiến đấu một mình được minh đô siết chặt nắm đấm ta là hỏa lực chi viện vĩnh viễn của các ngươi ta là ta tất cả mọi người đều ra sức làm màu rồi 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 mẹ nó ngậm mồm lại hết cho ông vô kỵ nhức đầu nói việc này là của tên cơ đám máu giấy các ngươi nhao nhao lên làm gì lão lý rác rưởi như ngươi biến ra đằng sau dùng đi nói rồi vô kỵ quay sang nói với bao tam vẫn luôn im lặng bao tam ngươi đi vào trước nếu không có nguy hiểm gì chúng ta lại vào bao tam là một trong hai chiến sĩ của toàn chân giáo doãn lão nhị không có mặt ở đây hiện giờ người có thể đi vào hứng chịu đợt tấn công kia chỉ có bao tam mà thôi đương nhiên cũng không loại trừ vô kỵ lấy việc công làm việc tư ư Bao Tam gật gật đầu, bước vào cửa truyền tống trong sự yểm hộ thánh quan thuẫn của vô kỵ. Vừa mới bước vào cửa, Bao Tam đã nhìn thấy Vương Vũ đang bay qua bay lại ở đằng trước, cùng với đó là Thanh Nghị độc vệ và Hoàng Hạc cận vệ đang đuổi theo sau mông Vương Vũ để làm thịt hắn. Không ngờ ba con tiểu quái này lại là bốt hoàng kim tinh anh. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của ba con quái, bao tam nhìn về phía vương vũ với ánh mắt rất kỳ lạ, trong ánh mắt ấy tràn ngập vẻ kính phục bốt hoàng kim tinh anh luôn là một thứ vô cùng khó đối phó, cho dù là bốt giả ngoại tinh anh, nếu không có một tiểu đội cùng đánh thì người chơi bình thường rất khó hạ gục được chúng, huống hồ là còn đang ở trong phụ bản ẩn. Vương Vũ vượt cấp khiêu chiến ba con bốt hoàng kim tinh anh trong phụ bản ẩn. Lại vẫn có cơ hội phản kích, mặc dù bao tam đã quen Vương Vũ lâu như vậy nhưng khi thấy một màn này cũng không thể không kinh ngạc. Lúc này Vương Vũ cũng nhìn thấy bao tam, hắn bèn hét lớn lên, bao tam ngươi còn nhìn cái gì mau mau giúp ta kéo con vàng vàng kia ra ghê tẩm quá đi mất tuy nói tính cơ động của hoàng hạc cận vệ không được bằng thanh nghị độc vệ nhưng tên này lại có kỹ năng tấn công trên không vương vũ treo trên không trung vốn đã không được linh hoạt cho lắm đã thế lúc nào cũng phải cảnh giác trốn tránh cái thứ này thật là đáng ghét ờ ta biết rồi bao tam trả lời một câu sau đó gửi tin nhắn trong kênh công hội vào đây cả đi ở cửa có ba con bốt, đều đã bị lão ngưu ngăn lại rồi. Gửi tin nhắn xong, bao tam kích hoạt va chạm xong về phía hoàng hạt cận vệ. Hoàng hạt cận vệ vừa định bay lên tấn công, bao tam lại xông tới từ đằng sau, va chạm cho hoàng hạt cận vệ đang bay một nửa phải rớt xuống đất. Cũng may do cơ thể hoàng hạt cận vệ nhỏ bé, phán định thấp, nếu không người chơi khó có thể va chạm cho bốt rớt xuống như vậy. Sau khi hoàng hạt cận vệ bị đẩy rớt xuống đất, hai tay bao tam vung kiếm lên đập một chiêu băng sơn kích qua mau dừng tay thấy bao tam đập kiếm về phía hoàng hạc cận vệ vương vũ bỗng hô lên nhưng bao tam đã nhảy tới trước mặt hoàng hạc cận vệ dù giờ hắn ta có hủy bỏ kỹ năng cũng không có tác dụng gì ngay khi bao tam không hiểu tại sao vương vũ lại kêu mình dừng tay hoàng hạc cận vệ đã xoay ngoắt người lại hai chiếc kìm lớn trong tay giơ lên kẹp chặt lấy kiếm của bao tam rồi hai kìm vặn mạnh Bao Tam bị bẻ ngoặt sang một bên lộn nhào giữa không trung, té rầm xuống đất. Hệ thống thông báo, vũ khí của bạn đã bị tổn hại 5%. Má nó! Cái thứ gì vậy? Bao Tam nhìn thấy thông báo vũ khí bị tổn hại thì ngẩn ra, một con bốt nhỏ xíu lại có thể hủy hoại vũ khí người khác. Mẹ nó quá khủng bố! Đúng lúc này, hoàng hạc cận vệ bỗng nhảy lên, hai chiếc kìm lớn xông về phía đầu Bao Tam. Bao tam vốn định giơ kiếm lên đón đỡ, nhưng nhìn thấy hai chiếc kìm lớn của hoàng hạc cận vệ lại do dự. Bị bốt kẹp chết thì cũng chỉ chết một lần, chết ở trong phụ bản cũng chẳng có tổn thất gì, cùng lắm thì không được đánh phụ bản tiếp mà thôi, nhưng nếu dùng vũ khí đón đỡ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, trang bị trong trò chơi, đặc biệt là vũ khí quan trọng hơn tính mạng nhiều lắm. Giao găm vương vũ dùng không phải là của vương vũ, hỏng thì hỏng thôi, bao tam còn phải dùng vũ khí này để kiếm cơm làm sao nở? nhìn thấy hoàng hạc cận vệ sắp kẹp chết bao tam vương vũ đá bay thanh nghị độc vệ phi người tới trước mặt hoàng hạc cận vệ một chiêu ưng đạp nối liền lôi đình cước, dẫm thẳng hoàng hạc cận vệ xuống dưới đất đúng lúc này dưới chỗ bao tam đứng bỗng nhiên tan chảy một cột dung nham bắn lên thiêu bao tam thành luồng sáng trắng bố khỉ vương vũ sụp đổ khó khăn lắm mới có người giúp đỡ kết quả còn chưa giúp được gì đã bị ca to. Chương 755, ổn định thế cục. Ây gia chú ngưu, ngươi đang lái máy bay hả? Vương Vũ còn đang buồn bực, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau hắn. Vương Vũ mừng húng, quay đầu lại nhìn thấy đám ký ngạo vừa được truyền tống vào trong ký ngạo chỉ vào vương vũ đang bay qua bay lại nói với vẻ rất hưng phấn chú ngưu ngươi dạy ta với ta cũng muốn lái máy bay xuân tường khinh bỉ nói lái cái gì mà lái đánh thì lại có phần của ngươi đấy mau lên giúp đỡ nói xong xuân tường cầm pháp trượng xông qua hắn ta vung tay một cái sáu con ác ma lập tức chắn trước người hoàng hạc cận vệ hoàng hạc cận vệ bị ác ma bao vây nhưng không hề hoảng loạn nó vung kìm trong tay lên kẹp trúng đùi một trong sáu ác ma, ác ma bị kẹp trúng lập tức hóa thành hai luồng khói nhạt, hoàng hạt cận vệ nhân cơ hội này xông về phía trước, phá tan vòng vây. Đúng lúc đó kết giới hắc ám buông xuống, cố định hoàng hạt cận vệ tại chỗ cũ, lúc này ký ngạo cũng xông tới trước mặt hoàng hạt cận vệ, một chiêu thuấn ảnh liên hoàng cước đá hoàng hạt cận vệ bay thẳng về phía sau. Năng khiếu của tên nhóc ký ngạo này không tồi, hơn nữa lại được vương vũ tự mình chỉ dạy, thân thủ rất khá, cùng lúc đá bay hoàng hạc cận vệ hắn ta kích hoạt băng quyền tay phải mang tuyệt vọng chi thứ lóe sáng chọc thẳng vào mắt hoàng hạc cận vệ sát thương của thuấn ảnh liên hoàng cước cực cao lại cộng thêm sát thương yếu hại như trên ký ngạo thành công kéo được thù hận của hoàng hạc cận vệ lên người mình vù vù hoàng hạc cận vệ than khóc một tiếng chiếc kìm lớn kẹp về phía cánh tay phải của ký ngạo ký ngạo vội vàng thu tay nhưng vẫn chậm một nhịp ngón tay bị kẹp lớn sượt qua dây máu lập tức biến đỏ đồng thời kích hoạt trạng thái mất máu cũng may vô kỵ kịp thời vứt một cái thuật trị liệu ra ký ngạo mới tránh khỏi kết cục chết trong nháy mắt mẹ thấy sức tấn công của hoàng hạc cận vệ cao như thế ba người vô kỵ đều giật mình thon thót má nó chỉ bị sượt qua một chút mà thôi suýt nữa đã đi đời nhà ma nếu bị kẹp trúng thì còn đường sống chắc nhưng đồng thời cả đám cũng giật mình về sức mạnh của vương vũ từ thuộc tính có thể thấy hoàng hạc cận vệ rõ ràng là con quái có sức tấn công thấp nhất trong ba con quái có tấn công thấp nhất mà đã có sát thương như vậy rồi huống hồ là hai con còn lại nói như vậy để biết chỉ cần vương vũ bị bất kỳ một con bốt nào đánh trúng hắn chắc chắn sẽ chết ngay lập tức ba con bốt đều là loại nhanh nhẹn dưới sự bao vây tấn công của ba con bốt nhanh nhẹn mà còn chưa bị tấn công tấn công lần nào đây là trình độ kỹ thuật gì chứ? Gà con, mau tránh ra. Đúng lúc cả ba đang ngơ ngẩn, vương vũ hét lớn, một chân đá bay ký ngạo, ký ngạo bị đá sang một bên, vương vũ mượn lực này nhảy sang chỗ khác. Âm. Cùng lúc đó, vị trí đứng vừa rồi của ký ngạo bị ném xuống một chiêu dung nham tuôn trào, tiếp đó mặt đất bỗng tan chảy, cột dung nham phục lên. Lão Lý, Lão Mộng, bên trên. Vô kỵ ném một luồng thánh quang lên đánh dấu vào xích hạt ma vệ, mũi tên của Dương Na và Linh Lung Mộng, cùng với thuật lôi bạo của Minh Đô, toàn bộ được ném lên trên, liên tiếp đẩy lùi xích hạt ma vệ. Những người khác của toàn chân giáo đang giúp đỡ vương vũ ngăn cả hai con bốt hoàng hạt cận vệ và xích hạt ma vệ. Áp lực của vương vũ lập tức giảm hẳn, hắn cũng không cần phải bay qua bay lại nữa, tiện tay ném dây thừng trong tay đi, nhảy về phía thanh nghị độc vệ. Thanh nghị độc vệ nhìn thấy vương vũ đáp xuống, nó giơ gai nhọn trong tay lên chọc về phía vương vũ. Khi vương vũ còn phải lấy một địch ba, thanh nghị độc vệ đã không thể chạm tới vương vũ, lúc này làm sao nó có thể thành công. Chỉ thấy thân hình vương vũ chợt lóe lên, hiện ra sau lưng thanh nghị độc vệ, đòn tấn công của thanh nghị độc vệ đánh hụt vào không khí, vương vũ chuyển giao găm sang tay phải, tay trái ông chặt lấy đầu thanh nghị độc vệ. Sau đó tay phải túng lấy dao găm đâm thẳng vào yết hầu của thanh nghị độc vệ. 17, 455 ngay sau đó, Vương Vũ Túng lấy dao găm dùng lực kéo về sau. 22, 145 hai sát thương bay lên, lượng máu của thanh nghị độc vệ lập tức giảm mạnh, hai gai nhọn trong tay điên cuồng cắm ra đằng sau, muốn chọc vào người Vương Vũ. Vương Vũ cười mỉm, buông đầu thanh nghị độc vệ ra, giơ chân dùng lôi đình cước đạp thẳng vào lưng thanh nghị độc vệ, thanh nghị độc vệ nằm bò ra đằng trước, cơ thể dần dần vô hình. Rắc dao găm của vương vũ đập thẳng vào đầu thanh nghị độc vệ thanh nghị độc vệ lại hiện rõ nguyên hình gai nhọn trong tay thuận thế quét ngang về phía vương vũ vóc dáng của thanh nghị độc vệ quá nhỏ vương vũ cúi đầu cũng không được nhảy cũng không được cuối cùng dứt khoát nằm bò ra đất đồng thời tập kích mạnh về phía chân của thanh nghị độc vệ thanh nghị độc vệ nhất thời mất thăng bằng ngã rạp ra đất cùng lúc đó vương vũ bật dậy dắt dao găm vào thắt lưng hai tay siết lấy đùi của thanh nghị độc vệ quăng thật mạnh về phía bụi hoa hồng không xa. Bụi hoa hồng ở màn thứ ba vô cùng to lớn, gai nhọn trên cành hoa sắc bén kinh khủng, chỗ to nhất cũng gần bằng eo của thanh nghị độc vệ. Vương Vũ lại quăng mạnh như vậy, gai hoa to lớn lập tức xuyên qua giữa ngực thanh nghị độc vệ, trực tiếp treo nửa cái mạng của nó trên gai hoa hồng. Lúc này hoàng hạt cận vệ và xích hạt ma vệ cũng không được dễ chịu cho lắm. So với cự kiếm cao gần 2 mét, bao tay của võ sư thực dụng hơn nhiều khi phải đối phó với hoàng hạc cận vệ dù sao vũ khí càng ngắn phương thức chiến đấu càng linh hoạt cũng không dễ bị hoàng hạc cận vệ tóm gọn như vậy từ đó có thể thấy dài có ưu điểm của dài ngắn có ưu điểm của ngắn lần sau nếu ai bảo các bạn ngắn các bạn có thể phản bác hắn ta thế này tuy ta ngắn nhưng ta nhanh có tên linh hoạt như ký ngạo tung chiêu ở đằng trước xuân tường dùng kỹ năng khống chế gây rối loạn ở đằng sau lại cộng thêm sự trợ giúp của vô kỵ, hoàng hạt cận vệ bị áp chết tới mức chỉ có thể di chuyển trong một vòng tròn cố định. Còn về xích hạt ma vệ, tên này thực sự là bi kịch từ đầu tới cuối, lúc vương vũ chỉ có một mình, nó đã là trợ thủ cho vương vũ, giờ vương vũ bỏ nó mà đi, nó lại lập tức thành cái đích cho mọi người bắn phá. Ba kẻ thuộc nghề nghiệp tấn công tầm xa của toàn chân giáo đều là những người giáo hoạt như cáo, dương na thì khỏi phải nói rồi thân pháp của nàng luôn mạnh đến mức khó tin, lại cộng thêm kỹ năng né tránh của cung thủ, đối chiến với mười mấy cung thủ còn không vấn đề gì, huống chi là một con bốt pháp sư có kỹ năng tầm xa. Minh Đô, tên này biết thuấn di, lúc này vị trí đứng của hắn ta cũng cực kỳ đáng khinh, chính là vị trí ở điểm mù ngay dưới xích hạt ma vệ, đáng khinh tới mức khiến người ta muốn giơ ngón giữa lên. Linh lung mộng thì càng khoa trương hơn, thả bóng mờ ra từ bốn phía đông tây nam bắc, tần suất xạ kích không chỉ nhanh, mà còn có thể tráo đổi lại cho nhau trong bóng mờ cũng vô sĩ đến mức khiến người ta học máu đặc biệt là hiệu quả khống chế của trói bóng tiễn thỉnh thoảng lại khiến xích hạt ma vệ đứng im thành cái bia cho mọi người ngắm bắn đúng là sức tấn công của xích hạt ma vệ rất cao ra tay là chết người nhưng dù tấn công cao thế nào đi chăng nữa nếu không đánh tới kẻ địch mọi thứ sẽ đều là chuyện hay lúc này xích hạt ma vệ cũng rất muốn xuống dưới nhưng khi nhìn thấy ba tên đạo tặc đang như hổ rình mồi dưới mặt đất nó cũng cân nhắc mãi bị ba người hội đồng còn hơi bị sáu người hội đồng nó chọn cái trước làm bốt mà phải làm đến mức này cũng không còn ai ngoài nó nữa mắt thấy ba con bốt sắp bị đánh chết đúng lúc này một giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên bên tai mọi người kẻ xâm nhập tại sao các ngươi lại tàn sát con dân của ta